Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 327 thì cái chủ đề hôm nay mình vẫn tiếp tục cung cấp từ vựng cho quý anh chị và các bạn ha. Có càng nhiều từ vựng thì chúng ta sẽ dễ dàng nói và và dễ dàng giao tiếp hơn hướng dẫn. Rồi, bây giờ từ vựng đầu tiên đó là cấm có xính kỳ thì à, à xính kỳ có nghĩa là tuần phải không nào lượng từ của nó là co cấm co xính kỳ có nghĩa là chúng ta muốn nói tuần này ha rồi tiếp tục có những từ vựng tương tự là số 2. ní có xính kỳ ní có xính kỳ ní là này phải không nào ní là này à, ní có xính kỳ có nghĩa là tuần này tương tự chúng ta có cấm co lạy bay cấm co lạy bay cũng là tuần này lạy bay đồng nghĩa với lại xính kỳ là tuần cấm co lạy bay cấm co lạy bay là tuần này tiếp tục ní co lạy bay ní co lạy bay là tuần này rồi chúng ta cùng nhau đọc lại nè cấm co xính kỳ ní co xính kỳ cấm co lạy bay ní co lại bài đều có nghĩa là tuần này ha khi chúng ta muốn nói tuần này thì có những cái cụm từ như thế này để chúng ta nói nhé bạn rồi tiếp tục khi mà chúng ta muốn viết thì thông thường người ta sẽ viết là trẻ co xính khì trẻ co xính khì thì quý anh chị và các bạn cũng cần có cái khái niệm ha à, khi mà à, quý anh chị và các bạn đọc báo hay là xem phim mà có chữ hiện lên á thì à, thông thường là nghiêng về văn viết phải không nào thì trẻ có xính khì xính khì lại dùng trong văn viết nhiều hơn nhưng mà chúng ta nói vẫn được khá dạng thì mình lưu ý cho quý anh chị và các bạn thì quý anh chị và các bạn ghi nhớ để mà xài trẻ có xính khì có nghĩa là tuần này nghiêng về văn viết nhiều hơn rồi tiếp tục bây giờ chúng ta muốn hỏi mấy hay là bao nhiêu thì chúng ta sẽ có từ dựng là kỹ 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 có nghĩa là mấy hay là bao nhiêu Rồi thì bây giờ chúng ta muốn hỏi là mấy ngày Mấy ngày thì sẽ là kỹ dạch ha, Kỹ dạch, dạch là ngày, kỹ dạch là mấy ngày Hay là chúng ta muốn hỏi bao nhiêu tiền Thì sẽ là kỹ chỉnh Kỹ chỉnh, có chỉn có sự giấm ha Thì à, à, kỹ chỉnh là là bao nhiêu tiền hay đơn giản là nhiêu tiền. Rồi bây giờ chúng ta muốn hỏi thứ mấy. Thứ mấy thì chúng ta hỏi như thế nào? Thứ mấy thì sẽ là xính kỳ kỹ. Xính kỳ kỹ. À, xính kỳ kỹ có nghĩa là thứ mấy ha. Hay là lại bay kỹ. Lại bay kỹ có nghĩa là thứ mấy. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đi làm, chúng ta có cái những cái ngày nghỉ phải không nào thì ngày nghỉ người ta gọi là phong ca phong ca phong ca là ngày nghỉ rồi tiếp tục thính dạch là ngày mai rất là quen thuộc rồi ha thính dạch là ngày mai thì từ đồng nghĩa của nó là mình thín thì mình thín cũng là ngày mai thính dạch cũng là ngày mai thì mình thiến nghiêng về văn viết nhiều hơn, hướng dạng rồi, tiếp tục, à, buổi sáng thì sẽ là chiếu thầu chủ, chiếu thầu chủ hay là chiếu chủ, chiếu thầu chủ hay là chiếu chủ đều có nghĩa là buổi sáng. Rồi, tiếp tục, bây giờ cái động từ hơi có nghĩa là đi phải không nào? Hơi có nghĩa là đi. Rồi, tiếp tục, từ đồng nghĩa của nó hàng cũng là đi, hơi cũng là đi hàng cũng là đi cùng nhau đọc lại hơi hơi hàng hàng có nghĩa là đi thì um, hai cái từ này nó đồng nghĩa với nhau nhưng mà cách sử dụng của nó đôi khi khác nhau hiểu à, có những cái sử dụng với từ này thì nó nghĩa như thế này những cái sử dụng với từ kia thì nghĩa khác thì chúng ta cũng cần phải biết rồi tiếp tục bây giờ động từ dẫm là uống, dẫm là uống phải không nào? dẫm là uống, uống là dẫm. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là uống trà thì sẽ là dẫm trà, dẫm trà. Hai bạn chứ không phải là dẫm xà, hay là dẫm tà, hay là dẫm thà, dẫm trà ha. Mà là dẫm trà, dẫm trà rất là khó đọc. À, rồi tiếp tục bây giờ uống rượu, uống rượu là rượu là chẩu uống rượu là dẫm chẩu dẫm chẩu quý anh chị bạn lưu ý ha dẫm chẩu rồi bây giờ uống bia uống bia thì dẫm là uống bia là bé chẩu bé chẩu dẫm bé chẩu dẫm bé chẩu là uống bia rồi bây giờ uống cà phê thì cà phê là cà phê thì dẫm là uống phải không nào thì ngay cái chữ dẫm chúng ta thay thế vô cà phê thì sẽ có giảm cà phê giảm cà phê là uống cà phê rồi bây giờ uống canh uống canh là giảm thoáng giảm thoáng giảm thoáng thấy chưa còn uống thuốc là uống thuốc là gì nè uống thuốc là xịt dạ mình nhắc lại cho quý chị các bạn hang thông thường uống thuốc là xịt dạ ngoại trừ uống thuốc nam những loại thuốc mà có nước thì sẽ là dẫm dạ yeah. rồi tiếp tục bây giờ hồi nãy động từ hồi nãy động từ à, hôi là đi phải không nào thì bây giờ hôi cái hôi cái là dạo phố hôi cái là dạo phố thì từ đồng nghĩa của nó hàng cái hàng cái cũng là dạo phố không có gì phân biệt hết hết dạng hàng cái cũng là dạo phố hôi cái cũng là dạo phố chúng ta cùng nhau đọc lại hơi cái hàng cái hơi cái hàng cái có nghĩa là chúng ta muốn nói chúng ta đi dạo phố rồi bây giờ hơi cái là dạo phố hàng cái là dạo phố bây giờ hơi dẫm hơi dẫm là đi ăn đám cưới theo dạng dẫm hơi dẫm là đi ăn đám cưới à, dẫm là uống ha hơi dẫm là đi ăn đám cưới thì à, chúng ta không được nói là hàng dẫm thấy không đây là cái sự phân biệt của nó khi mà nó ghép với từ này thì cái động từ này sẽ được ghép còn những động từ khác sẽ không được ghép thì chúng ta tham khảo cho biết cái sự phát khác biệt của nó ha à, bây giờ bây giờ à, đi ăn đám cưới là hôi dẫm chúng ta không được nói là hàng dẫm hết bạn. rồi bây giờ bây giờ hàng cái là dạo phố hôi cái là dạo phố hôi dẫm là đi ăn đám cưới không được nói là hàng dẫm ha à, rồi bây giờ à, tới à, nghi thức lễ cưới nghi thức lễ cưới hàng là đi phải không nào à, hàng lạy hàng lạy có nghĩa là nghi thức lễ cưới chúng ta không được nói là hôi lạy mà chúng ta chỉ nói được là hàng lại. Thì hàng lại khi mà chúng ta dùng hai chữ này hàng lại có nghĩa là chúng ta hiểu nghi thức lễ cưới ha. Bây giờ chúng ta có cái khái niệm rồi phải không nào? Hàng cũng là đi, hơi cũng là đi nhưng mà khi nó ghép với từ này thì được mà cái động từ này ghép với động từ đó thì không được ha. Rồi tiếp tục hàng lại. Hàng lại có nghĩa là nghi thức lễ cưới từ đồng nghĩa của nó là kịt phán dị xích kịt phán dị xích dị xích là nghi thức kịt phán dị xích có nghĩa là nghi thức lễ cưới theo mấy bạn chúng ta cùng nhau đọc lại nè hàng lại hàng lại đồng nghĩa với lại kịt phán dị xích có nghĩa là nghi thức lễ cưới rồi tiếp tục tiếp tục bây giờ từ vựng co quẩy co quẩy co quẩy có nghĩa là mọi người các bạn ha nói về số nhiều nhiều người co quẩy rồi khi giờ chúng ta muốn hỏi là tại sao thì sẽ là tiểm cãi tiệm cãi tiệm cãi tiểm cãi là tại sao tại sao tại sao có muôn ngàn cái tại sao cần phải giải đáp không dạng rồi từ đồng nghĩa của tiệm cãi là quầy sẩm mó quầy sẩm mó là nghiêng về văn viết nhiều hơn quý anh chị và các bạn lưu ý ha khi mà người ta viết thì người ta sẽ viết là quầy sẩm mó tiệm cãi là dùng để giao tiếp khi mà chúng ta à, whatsapp cho nhau chúng chúng ta zalo cho nhau chúng ta send tin tức cho nhau thì sẽ dùng tiệm cãi ha còn khi mà những người nhà báo những người À, làm chương trình thì người ta sẽ viết lên cái màn hình cho mình biết là quầy sậm mó rồi tiếp tục từ vựng lẩm phạt lẩm phạt có nghĩa là suy nghĩ lẩm cũng là suy nghĩ lẩm phạt cũng là suy nghĩ rồi tiếp tục từ vựng chúng ta muốn nói bây giờ thì sẽ là gì cá gì cá là bây giờ rồi từ đồng nghĩa của nó là Dìn tròi dìn tròi cũng là bây giờ nhưng mà dìn tròi nghiêng về văn viết khi chúng ta viết thì sẽ là viết dìn tròi hiểu không nhỉ? khi chúng ta nói thì sẽ nói là gì cá rồi chúng ta cùng nhau đọc lại gì cá gì cá dìn tròi nhìn tròi thì thế thì tại sao mình à, viết ra hai cái loại chữ như thế này để cho quý anh chị và các bạn khái niệm bởi vì nếu như mà mình không nói thì quý anh chị và các bạn sẽ không có khái niệm a à, văn viết là như thế nào và văn nói là như thế nào ha thì à dì cá đồng nghĩa với lại dìn tròi có nghĩa là bây giờ dìn tròi là nghiêng về văn viết nhiều hơn rồi bây giờ từ vựng xì si say xì sì say có nghĩa là tình hình bây giờ ha, xì sì say có nghĩa là tình hình bây giờ hay là thời thế ha, xì sì say trụ anh hùng, xì sì say trụ anh hùng có nghĩa là thời thế tạo anh hùng phải nhận À xì sì say xì sì say có nghĩa là tình hình bây giờ hay là thời thế. Rồi, tiếp tục từ vận Trù sáng di. Trù sáng di có nghĩa là làm ăn, trù sáng di có nghĩa là làm ăn làm ăn là gì nè là trù sáng gì rồi tiếp tục à, thật khó khăn khi mà chúng ta muốn nói ba chữ thật khó khăn thì sẽ là tránh hay hữu làn tránh hay hữu làn tránh hay hữu làn tránh hay có nghĩa là thật là hữu là, là 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 khó hữu là là rất khó tránh hay hữu làn có nghĩa là thật khó khăn rồi tiếp tục bây giờ tôi vẫn chút. Chút thì tiếng cũng có nghĩa là chúc ha bạn chúc cũng có nghĩa là chúc ha giống nhau thôi rồi bây giờ khi mà chúng ta muốn chúc một ai đó làm ăn thịnh vượng thì sẽ là sáng di hiến lùng sáng di hiến lùng sáng di hiến lùng là làm ăn thịnh vượng cái câu này dùng để chúc cho những những ai mà làm ăn mua bán người ta rất là thích nghe sáng di hiến lùng sáng di hiến lùng rồi à tương tự chúng ta có câu chúc này cũng được nè kiếm được nhiều tiền tràn tó tí thì mỗi một người mỗi một con người ai cũng thích mình kiếm được nhiều tiền phải không nào thì chúng ta có thể chúc với nhau là tràn tó tí tràn tó tí quý chị bạn lưu ý ha rất là dễ thôi tràn tó tí mình chúc người ta tràn tó tí có nghĩa là chúc người ta kiếm được nhiều tiền ha tiền thì ai cũng thích rồi tiếp tục từ vựng là vì muốn là vì muốn cái gì đó thì chúng ta sẽ nói là quầy trỏ quầy trỏ quầy trỏ có nghĩa là là vì muốn cái gì đó ha rồi à, bây giờ mình muốn gì mình muốn cảm ơn thì sẽ là tó chè tó chè là cảm ơn rồi à, mọi người là co quẩy ha mọi người là co quẩy hay là tài cá Mọi người là co quẩy hay là tài cá Đều có nghĩa là mọi người là các bạn Là cái nhóm người, nhiều người Hiểu không nhỉ? Co quẩy, mọi người Tài cá, mọi người Rồi Từ vận Nhân viên thì chúng ta nói như thế nào? Nhân viên thì sẽ là Duyền, cúng Duyền, cúng là nhân viên ha à, Khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta trở thành nhân viên của một công ty Thì nhân viên sẽ là Yeah. duyền cúng duyên cúng ha rồi bây giờ giúp đỡ thì sẽ là bón sẩu ha bón là giúp à, sẩu là cái tay bón sẩu có nghĩa là giúp đỡ rồi tiếp tục từ vận cấm dạch rất là quen thuộc cấm nhạch là hôm nay cấm nhặt là hôm nay rất là quen thuộc rồi không chặn thì trong những cái từ vựng của mình cung cấp mà quý anh chị và các bạn đó, thấy có nhiều từ a à, tôi rất là quen thuộc với cái từ này rồi, tôi rất là quen thuộc với cái từ này rồi thì quý anh chị và các bạn đã có tiến bộ rất nhiều ha. Là mình chúc mừng cho quý anh chị và các bạn ha, cũng hỷ tại cá. Rồi, bây giờ từ vựng chỉnh, chỉnh có nghĩa là lời mời hay là cái lời xin gì đó ha. À, lời xin phép gì đó là chỉnh rồi xịt là ăn cái này là khỏi nói luôn rồi xịt là ăn không biết là các bạn đã nghe được bao nhiêu lần cái từ này rồi ha xịt là ăn ăn là xịt rồi bây giờ cơm trưa cơm trưa thì sẽ là ẩm chán ẩm chán không phải là ẩm sán không phải là ẩm thán không phải là ẩm chán ha mà là ẩm chán, um, chán là cơm trưa. Rồi bây giờ cái gì đó đang đến ha, đang đến thì sẽ là lì cảnh ha, cái gì đó đang đến sẽ là lì cảnh ha, mùa xuân đang đến thì lì cảnh, sánh nhất nhìn ha, à, hay là tôi đang đến ngõ lì cảnh, ngọ lì cảnh ha. Rồi tiếp tục sánh nhất nhìn sánh sánh nhất nhìn là một năm mới ha sánh là mới sánh nhất nhìn có nghĩa là một năm mới hay đơn giản là sánh nhìn cũng là năm mới ha rồi tiếp tục từ vựng suối yêu suối diêu có nghĩa là cần phải cần phải có nghĩa là suối yêu yêu là muốn ha rồi tiếp tục à, thì à, chúng ta muốn chúc ai đó mọi việc đều thuận lợi đều suôn sẻ thì người ta sẽ chúc là xuân xuân lì lì xuân 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 là thuận các bạn lì là lại xuân lì là thuận lại thì à, khi mà người ta chúc đó, thì thông thường có bốn chữ ha xuân xuân lì lì xuân xuân lì lì có nghĩa là mọi việc thuận lợi. Hay là chúng ta có cái cách khác như thế này cũng là mọi việc thuận lợi sẽ là dắt chay thuận lay. dắt chay thuận lay. thì à dắt chay thuận lợi có nghĩa là mọi việc thuận lợi, cái gì cũng thuận lợi hết, thế bạn Dắt chay có nghĩa là tất cả, dắt chay thuận lay có nghĩa là mọi việc thuận lợi, mọi việc suôn sẻ rồi tiếp tục bây giờ chúng ta muốn nói cái bộ này thì thông thường sẽ là ní thu ha thu là cái bộ ní thu có nghĩa là bộ này ha thì bây giờ thí dụ như là ní thu hy thì bộ phim này là ní thu hy hay là bộ đồ này thì đồ sẽ là quần áo quần áo là xám phải không nào ní thu xám ní thu xám là bộ đồ này hay là cái bộ mà cái bộ mà trang phục, mà bộ vét đó Vét, bộ vét là sấy chón phải không nào Thì chúng ta có thể nói à, bộ à, bộ vét này thì sẽ là Ní thu, sấy chón Ní thu, sấy chón là bộ vét này ha Thì à, mình ví dụ cho quý chị và các bạn như thế đó Rồi bây giờ động từ thảy Thảy là gì nè Thảy là nhìn là xem phải không nào Thảy là nhìn là xem thì bây giờ cái gì đó hay thì người ta sẽ nói là hữu thảy. Hữu thảy, hữu thảy là hay ha, hữu thảy là hay. Rồi bây giờ cái bậc so sánh cao hơn một chút nữa là rất hay. Thì sẽ là hữu hữu thảy, hay là hữu thảy, thêm vô chữ hữu ở phía trước nữa, hữu hữu thảy là rất hay. Rồi, bây giờ cái cấp bậc cao hơn một chút nữa là rất rất hay thì sẽ là phí sờn hữu thảy. Phí sờn hữu thảy. Hữu thảy là hay phải không nào? Phí sờn là phi thường. Thì à, hữu hữu thảy là rất hay. Phí sờn hữu thảy. Phí sờn hữu thảy là rất rất hay. Nó cao cấp hơn là hữu hữu thảy một chút, hướng dặn Rồi tiếp tục bậc so sánh cao nhất đó là chiếu khắp hữu thảy. Chiếu khắp hữu thảy đó là cực hay, cực kỳ hay. Chiếu khắp hữu thảy. Thì hữu thảy là hay phải không nào? Thì chiếu khắp. Chiếu khắp có nghĩa là rất là hay, rất 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 là hay. Thì là cực hay, hiểu không? Nhỉ? Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc lại cái cấp bậc so sánh nào. Đại khái là có những cái cấp bậc như thế này thôi chẳng thì à hổ thảy, hổ thảy là hay. Hổ hổ thảy, hổ hổ thảy là rất hay. Phí sờn hổ thảy, phí sờn hổ thảy rất rất hay. Chiếu khắp hổ thảy, Chiếu cup hổ thảy là cực hay, cực kỳ hay. Rồi. Right quý anh chị các bạn hiểu được một chút gì đó về cái cấp bậc so sánh rồi không nào chúng ta cứ thêm những cái từ thí dụ như là hữu nè phí sợn nè Chú khấp ở những cái tính từ ha ở những cái tính từ mà khen ngợi thì chúng ta sẽ có những cái những cái từ vựng như thế này những cái cấp bậc so sánh như thế này và tương tự lên những cái tính từ mà mang tính chất tiêu cực quý anh chị và các bạn cứ thêm như thế này thì nó sẽ làm nó sẽ làm tăng thêm cái ý nghĩa của tính từ đó ha à, nếu mà ý nghĩa tốt thì nó sẽ càng tốt mà ý nghĩa xấu thì nó sẽ càng xấu thì mình lưu ý cho quý anh chị và các bạn có khái niệm chung như thế thôi ha rồi tiếp tục bây giờ từ vựng ngày mai sẽ tốt hơn khi mà chúng ta muốn nói an ủi một lời an ủi ngày mai sẽ tốt hơn thì chúng ta sẽ nói là mình thiến hội căn hữu mình thiến hội căn hữu mình thiến là ngày mai ha mình thiến là ngày mai hội căn hữu là sẽ tốt hơn hội là sẽ hữu là tốt căn hữu là tốt hơn hội căn hữu có nghĩa là sẽ tốt hơn chúng ta cùng nhau đọc lại mình thiến hội căn hữu mình thiến hội căn hữu có nghĩa là ngày mai sẽ tốt hơn rồi, đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình ha Thì à, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái từ dựng đó cho quen nè Rồi có dịp chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu dài hơn Rồi bây giờ cái đầu tiên số 1 Cấm, co, xính, khì Cấm, co, xính, khì Tuần này Ní, co, xính, khì ní co xính khì tuần này số ba cấm co lại bài cấm co lại bài tuần này số bốn ní co lại bài ní co lại bài tuần này số năm trẻ co xính khì trẻ co xính khì tuần này số sáu kỹ kỹ mấy, bao nhiêu. Số 8. Hả? Kỷ dạch, kỷ dạch, mấy ngày. Số 9, kỷ chỉnh, kỷ chỉnh, nhiêu tiền. Số 10, xính kỳ kỷ, xính kỳ kỷ, thứ mấy. Số 11, phong ca, phong ca, ngày nghỉ. Số 12, thính dạch, thính dạch, ngày mai. Số 13, mình thiến, mình thiến, ngày mai. Số 14, chiếu thầu chủ, chiếu thầu chủ, buổi sáng. Số 15, hơi, đi. Số 16, hàng, hàng, đi. Số 17, dẫm, trà, dẫm, trà, uống trà. Số 18, dẫm, chảo, dẫm, chảo, uống rượu. Số 19, dẫm, Dẫm bé chậu, Dẫm bé chẩu Uống bia số 20 Dẫm cà phé Dẫm cà phé Uống cà phê số 21 Dẫm thoáng Dẫm thoáng Uống canh số 22 Hơi cái Hơi cái dạo phố Số 23 Hàng cái Hàng cái dạo phố Số 24 Hơi dẫm Hơi dẫm đi ăn đám cưới số 25 hàng lại hàng lại nghi thức lễ cưới số 26 Kiệt phánh dị xét kiệt dị xét nghi thức lễ cưới số 27 co quẩy co quẩy mọi người số 28 tiệm cãi tiệm cãi tại sao số 29 quay sầm mó sầm mó tại sao số 30 lẩm phạt lẩm phạt suy nghĩ số 31 Dì cá, dì cá, bây giờ số 32 Dìn tròi, dìn tròi, bây giờ số 33 Xì say, xì say Tình hình bây giờ, thời thế Số 34 Chù sáng gì chù sáng gì làm ăn Số 35 Tránh hài hữu làn, tránh hài hữu làn Thật khó khăn Số 36 Chúc có nghĩa là chúc. Số 37. Sáng di hiến lòng. Sáng di hiến lùng. làm ăn thịnh vượng. Số 38. Chàn tó tí, chàn tó tí kiếm được nhiều tiền. Số 39. Quầy trỏ. Quầy trỏ là vì muốn cái gì đó. Số 40. Tó chè. Tó chè. Cảm ơn. Số 41. Co quẩy. Co quẩy. Tài cá. Co quẩy. Co quẩy. Tài cá. Tài cá. Có nghĩa là mọi người. Số 42. Duyên cúng. Duyên cúng. Nhân viên. Số 43. Bón sẩu Bón sẩu Giúp đỡ. Số 44. Cấm dạch. Cấm nhặt Hôm nay. Số 45. Chỉnh. Chỉnh có nghĩa là mời, lời mời hay là xin cái gì đó. Rồi. Số 46. Xịt sẽ ăn số 47 ừ, um, chán ừ, um, chán cơm trưa số 48 lì cảnh lì cảnh đang đến số 49 sánh dách nền sánh dách nền một năm mới số 50 nhiều yêu, nhiều muốn số 51 sần sần lì lì Xuân xuân lì lì mọi việc thuận lại số 52 dách chai son lei, y chai son lei, mọi việc thuận lại. Số 53, ní thu, ní thu, bộ này. 54, hi, hi là phim. Số 55, thảy, thảy xem. Số 56, hủ thảy, hủ thảy, hay. Số 57, hủ hủ thảy, rất hay hổ hổ thảy rất hay số 58 phí sàn hổ thảy phí sàn hổ thảy rất rất hay số 59 chiếu khắp hổ thảy chiếu khắp hổ thảy cực hay cực kỳ hay và từ vận sau cùng mình thiến quỵ căn hổ mình thiến quỵ căn hổ ngày mai sẽ tốt hơn rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình thì quý anh chị và các bạn cố gắng học thuộc những từ vựng cố gắng học thuộc những từ vựng hướng dạng à, đọc tới đọc lui đọc cho nhiều lần đọc cho quen cái miệng thế thì quý anh chị và các bạn sẽ nói được lưu lót ha? Quý anh chị nguyên các bạn cứ yên tâm rồi thì thì thật ra trong cái cách nói tiếng quảng với như bạn là nhờ vào sự nỗ lực của quý anh chị và các bạn ha quý anh chị và các bạn phải tự rèn luyện phải tự nói bởi vì không có ai giúp mình nói hết ha quý anh chị bạn người ta chỉ chia sẻ cho mình cái cách nói còn nói hay không là tự mình phải nỗ lực tự mình phải cố gắng nói mặc dù nói một mình đọc một mình cũng được hấp dẫn rồi thì mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng Quảng ha và nhiều niềm vui trong cuộc sống trân trọng và hẹn gặp lại tó chẹ tại cá sáu thảy choi kiên cho tạm biệt